Mặc dù là người đẹp tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật, nhưng Hehanie là cái tên vấp phải những ồn ào không đáng có. Tuy nhiên, cô nàng vẫn giữ thái độ lạc quan, đáp lại một cách nhẹ nhàng, cũng như tự an ủi bản thân về việc xung quanh còn nhiều người yêu thương đến mình. Lên tiếng khi bị học sinh lớp 9 nhắn tin dằn mặt. Mới đây, dư luận ngỡ ngàng khi Hehanie bị một cư dân mạng nhỏ tuổi nhắn tin mắng giả tạo. Mặc dù chia sẻ với giọng điệu hài hước lạc quan, nhưng nhiều người không khỏi bất ngờ khi người đẹp bị một anti-fan mới học lớp 9 chỉ trích là giả tạo. Cô bộc bạch, đây là tôi khi đọc một tin nhắn của một cô gái chắc khoảng học lớp 9 chửi tôi giả tạo, bla bla mọi người. Tôi thấy các bé dạng thật chứ, tôi bé hèn ngày xưa, nhát ké, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy cô giáo hay nói chuyện với thầy cô luôn. Hi hi hi, các em mạnh dạn thì quá tốt, nhưng hy vọng tài được trọng dụng và dùng đúng thời điểm đúng không các bạn? Ngày mới an lành. Song song với đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng nhấn mạnh việc bản thân không bị ảnh hưởng gì đến tinh thần trước sự việc trên. Ngoài ra, cô cũng bày tỏ sự yêu mến đến những bạn trẻ sống tích cực. Khéo léo phủ nhận chuyện Hoa hậu cáo bùng shop. Trước đó ít lâu, mạng xã hội lan truyền bài đăng bức xúc trước thái độ làm việc của một Hoa hậu quốc dân. Cụ thể, chủ nhân bài viết tỏ vẻ không hài lòng khi một cô Hoa hậu bùng shop 2 lần dù đôi bên đã thỏa thuận về lịch làm việc. Thậm chí ở lần thứ 2, mỹ nhân này hủy lịch vì lý do chưa tìm được trang phục phù hợp, trong khi ekip của đối tác đã chuẩn bị máy móc xong xuôi. Ngay lập tức, với những chi tiết ẩn ý mà người này đăng tải, nhiều khán giả đã réo tên Hehanie trước sự việc. Tuy nhiên, tại thời điểm mọi người còn đang hoài nghi về nhân vật được nhắc đến, chủ nhân của bài viết đã lên tiếng về ồn ào với Hoa hậu quốc dân. Anh cho biết đã nhận được cuộc điện thoại từ phía đối phương và cảm thấy thông cảm về lý do từ phía nàng hậu. Về phía top 5 Miss Universe, cô cũng có động thái đáng chú ý khi bị vướng vào ồn ào thiếu chuyên nghiệp. Chia sẻ lại bài viết từ phía nam stylist, cô còn nhắn nhủ thêm, cảm ơn anh đã thông cảm cho team của em. Đây là bài học quý báu dành cho em và cả team. Em sẽ cùng team cố gắng không để những trường hợp không tốt như vậy xảy ra. Bức xúc khi bị nói giả tạo với Khánh Vân. Hoa hậu Hehanie nổi tiếng là người thân thiết với các đàn em cũng như nhiệt tình ủng hộ các đại diện của Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc thế giới. Và trong đó, Hoa hậu Khánh Vân cũng không phải là ngoại lệ. Tại thời điểm Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 tham dự Miss Universe 2020, Hehanie đã liên tục đăng tải bài viết ủng hộ, thậm chí còn bỏ tiền mua lượt vote cho đàn em. Tuy nhiên, cũng bởi sự nhiệt tình này của cô đã khiến cho bản thân gặp rắc rối. Không chỉ bị nhiều người đánh giá là giả tạo, làm màu, mà cô còn bị nhận xét là ké fam, thiếu tinh tế. Cụ thể, trước khi Hoa hậu Khánh Vân trình diễn trang phục dân tộc, Hehanie đã đăng tải hình ảnh trình diễn trang phục bánh mì. Hành động này của cô lập tức nhận về chỉ trích khi nhiều người cho rằng cô đang lo sợ lép vế đàn em. Trước sự việc này, nàng hậu gốc ED đã ngay lập tức lên tiếng giải thích. Người đẹp sinh năm 1992 bày tỏ, trong vụ vừa rồi, tôi phải đi giải thích rất nhiều. Mọi người không hiểu vì sao tôi lại nói nhiều về Khánh Vân và kêu gọi như vậy. Tại vì người ta yêu thương thì mới làm những chuyện đó. Vậy mà vẫn nói rằng tôi giả tạo, tôi thiếu tinh tế, tôi không đủ trình. Tôi quạo lắm luôn, đang mùa dịch nữa chứ, kiểu như tôi ở nhà, cảm thấy stress vì không làm được gì, mà lại thêm những lời đó nữa thì quạo lắm. Nhưng xin lỗi, không bao giờ đánh sập được trái tim của tôi, tình cảm của chị em tôi đâu. Bị so sánh với Thùy Tiên. Có thể nói, sau hàng loạt ồn ào, hình ảnh của Hehanie bị ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí cô còn bị so sánh với Thùy Tiên, bởi đây là hai trong những người đẹp Việt lần đầu tiên đạt được những thành tích cao tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, nhìn vào cách hai nàng hậu giải quyết thị phi, nhiều người cũng phải đồng ý rằng họ quá khéo léo. Cụ thể, giống như đàn chị, kể từ khi bước chân vào con đường thi thố ở các cuộc thi Hoa hậu, Thùy Tiên cũng nhiều lần gây tranh cãi. Đáng chú ý nhất là scandal clip xé giấy nợ từng gây bão mạng xã hội. Nói về điều này, người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ, tôi là người nóng tính, khi ấy tôi không kiềm chế được cảm xúc. Khi nhìn nhận lại, tôi mới thấy rằng nóng tính trước công chúng đó là điều rất không nên. Tôi đã chịu hậu quả trong 3 năm. Các bài viết nhắc về tôi đa phần là tiêu cực. Cảm xúc lúc đó của tôi tệ lắm. Sau những ồn ào, Thùy Tiên cho biết cô ý thức được sức ảnh hưởng của mình với công chúng khi đội chiếc vương miện. Gần đây, nàng hậu tiếp tục bị chỉ trích vì bị cho là cố tình hôn bé bò, con trai Hòa Minzy, dù hai lần đều bị từ chối. Lên tiếng về việc này, Thùy Tiên bộc bạch, bản thân tôi thật sự chưa bao giờ có một ý đồ gì hay là một ý nghĩ gì quá sâu xa. Cộng thêm tôi rất yêu quý hai mẹ con của chị Hòa Minzy. Có lẽ cách trình bày ngay lúc đó của tôi trên sóng truyền hình đã gây cho mọi người sự hiểu lầm. Tôi sẽ chú ý hơn nữa trong những lần tới về cách nói chuyện của mình để không còn xảy ra những hiểu lầm không đáng có như vậy. Tuy liên tiếp gặp vướng ồn ào, song không thể phủ nhận, cả Thùy Tiên và Hehanie vẫn đang là hai hoa hậu quốc dân trong lòng người hâm mộ Việt. Cả hai người đẹp đều đi lên từ những hoàn cảnh khó khăn và đạt được vinh quang nhờ chính sức lực của mình. Bên cạnh đó là việc hoạt động từ thiện tích cực và lan tỏa hình ảnh đẹp đến cộng đồng.